Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4, trang 56, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Protein thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây? A. Cấu trúc bậc 1. B. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3. C. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2. D. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại bài 18 Protein trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 54. Như các em đã biết, protein có 4 bậc cấu trúc, đó là bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Cấu trúc bậc 1 là trình tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi axit amin. Cấu trúc bậc 2 là chuỗi axit amin tạo thành các vòng xoắn lò xo đều đặn. Cấu trúc bậc 3 là hình dạng không gian 3 chiều của protein do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp thành các kiểu đặc trưng cho từng loại protein. Cấu trúc bậc 4 là cấu trúc của một số loại protein gồm hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay các loại kết hợp với nhau. Dựa vào những kiến thức đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Protein thực hiện được chức năng chủ yếu của mình ở cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4. Ta tìm được đáp án chính xác là đáp án D. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 4, trang 56, sách giáo khoa sinh học 9.